Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thanh Đưa Đa, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dàn audio, các dàn roboty, các dàn audio đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn đồ tịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe thì các bạn đăng ký cập nhật tiếp tục những dàn mình nhất mà mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyện analog của dự án Beefister. Tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới phần mô tả video, sau đó các bạn đăng nhập tài khoản Twitter Google. Chúng ta sẽ làm nhiệm vụ đầu tiên. Đó là chúng ta sẽ điền tên, điền email và điền địa chỉ ví các bạn dùng ví ETH ở trên chất Wallet hoặc MetaMask. Bây giờ chúng ta tiếp tục với nhiệm vụ, đó là chúng ta sẽ visit kênh Facebook của nó, chúng ta nhớ follow luôn. Dự án này dễ dàng nhận thấy anh em, đây là một dự án mốt tour đúng không ạ? Và hầu hết các dự án Aerobe hiện nay đều là những dự án mốt tour. Chúng ta sẽ tham gia vào nhóm của nó nhé. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ join kênh Instagram, rồi kênh Twitter các thứ, anh em join hết vào cho mình. Tiếp theo chúng ta đến với nhiệm vụ follow kênh Twitter. Xác nhận này. Retweet một cái bài đăng này. Mấy ngày nay thì admin hơi bị thua lỗ con một tí và hôm nay thì đã về bờ rồi. Nên admin sẽ chia sẻ những cái dự án thường xuyên hơn cho anh em. Ở trong thị trường năm nay thì nó có rất là nhiều cái cú scam, nên mình cũng cảnh báo luôn anh em chơi coin là cẩn thận nhé. Đăng con tin. Tiếp theo chúng ta sẽ join tiếp vào các kênh Terra. Đúng không ạ? Thị trường năm nay thì anh em nói Aerobe thì không sao cả, nhưng mà nếu mà anh em mà chơi và đầu tư thì các bạn nên rất là thận trọng. Ta sẽ join tiếp vào kênh Discord nhé. Các bạn chờ trước mình thoát bớt một số kênh Discord nha, bây giờ mình join bị full kênh hết rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ rồi cái Discord này. Tan vào dấu tích nhé, xác nhận nhiệm vụ. Paris ở đây nữa đây. Còn lúc Paris này, chúng ta vào đây này. Check DM. DM đây. Đây à. BGB T GB. Ok được rồi. Đấy, như vậy là mình đã join thành công Discord rồi nha. Chúng ta tiếp tục này. Visit kênh YouTube chúng ta mở ra. Có rất nhiều nhiệm vụ. Một dự án có rất nhiều nhiệm vụ. Subscribe Subtech này. Rồi. Tiếp theo là follow kênh Medium này. Chúng ta bắt click kia rồi, mở ra con tin. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ theo dõi một cái hình ảnh photo ở trên ta theo dõi ở trên Facebook đúng không ạ? Rồi, chúng ta vào trang chủ dự án, đây trên trang chủ dự án anh em nhé. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án Beefister. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn trong video tiếp theo.